nga sẽ ngấm đòn trừng phạt từ phương tây như thế nào giới chuyên gia nhận định các biện pháp trừng phạt từ phương tây vẫn có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nga nếu được duy trì một cách lâu dài theo báo biêu điện washington mỹ châu âu và các đồng minh vẫn phải dựa vào nga để được cung cấp dầu khí và một số vật liệu chuyên dụng tuy nhiên các nước này cũng cung cấp nhiều máy móc phương tiện công nghệ và thiết bị để nền kinh tế nga có thể vận hành đó là lý do vì sao các biện pháp trừng phạt có thể phát huy hiệu quả nếu không thể kết nối với thương mại toàn cầu các nhà máy của nga sẽ không hoạt động các doanh nghiệp sẽ đóng cửa và các mặt hàng sẽ trở nên khan hiếm ngay cả việc cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ các quốc gia đã áp lệnh trừng phạt đối với nga vẫn khiến nhiều lĩnh vực của nước này bị xáo trộn mời bạn xem thêm toàn bộ nội dung video tại link dưới comment